Xin kính chào các bạn. Đây là chế độ Nami dành cho nữ. Thân thép làm giả cổ, tức là người ta mạ cái màu ám khói vào ấy. Đấy, nhìn có vẻ cổ kính. Chế độ có dạng lắc, mặt số là khảm trai, số chỉ giờ là số Latin cộng với kim, ba kim màu đen. Đồng hồ lắp máy của Seiko Nhật Bản, PCM1A. Đây, chúng ta sẽ đeo cái đồng hồ như thế này. Đấy. Tháo ra thì như thế này. Tháo thôi. Đấy. Chắc chắn đồng hồ có mặt oval rất chỉ là xinh xắn và đẹp, kết hợp với đó là viền ánh kim và mặt số khảm trai làm cho cái đồng hồ nó rất chỉ là nổi bật. Khác lạ ở mỗi một điểm đó là người ta mạ ám khói. Đấy. Nên là đồng hồ nhìn có vẻ cổ kính.